International Home Shopping hân hạnh tài trợ sản phẩm. Nước Kangen thay đổi nguồn nước, thay đổi cuộc sống của chúng ta. International Home Shopping 1-877-620-7467. Cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi chương trình giới thiệu sản phẩm của International Home Shopping. Chị Ngọc Trinh à, trong phần 2 này em biết là mình sẽ giới thiệu ca cút sâm đen. Vậy thì phần 1 mình đã giới thiệu ca cút sâm đỏ rồi. Vậy ca cút sâm đen với đỏ nó có gì khác biệt nhau hả chị? À, thưa với Bảo Khanh, kính thưa quý vị, cao sâm đen cũng là được làm từ hồng sâm, nhưng mà quá trình chế biến nó công phu hơn quý vị. Những cái củ sâm được hấp và sấy khô rất là nhiều lần và nấu thành cao. Và điểm đặc biệt của hồng sâm là càng chế biến kỹ, càng chế biến lâu thì cái số lượng ginseng oxide nó càng tăng và chất lượng ginseng oxide đó cũng tăng lên đáng kể quý vị. Hàm lượng ginseng oxide của cao cốt sâm đen này là 10mg trên 1g, nó cao gần gấp đôi so với cao cốt sâm đỏ. Vì vậy cao sâm đen giúp hồi phục sức khỏe rất nhanh đó em. Vậy thì những ai nên dùng cái loại cao cốt sâm đen này hả chị? Những người già yếu, thật là già yếu, hoặc là những người đang bị bệnh thật nặng, hoặc là những người đang phải làm việc quá sức, quá mệt mỏi thì nên dùng cái cao cốt sâm đen này. Và những người đang bị tiểu đường, hoặc là những người đang bị yếu sinh lý mà muốn phục hồi nhanh á, thì cũng nên dùng cái cao cốt sâm đen này. Kính thưa quý vị, cao cốt sâm đỏ đã tốt rồi mà cao cốt sâm đen này còn tốt hơn nữa, mà gần đến gấp 2 lần lận. Chị Ngọc Chính à, chị có thể hướng dẫn cho em cũng như quý vị các thính giả biết là cách phân biệt nào để mà mình phân biệt được sâm nào là sâm tốt hả chị? Kính thưa quý vị, mỗi một sản phẩm sâm đều có ghi thành phần sâm trên bao bì. Quý vị thấy nè, khi mà cầm một cái sản phẩm lên thì quý vị tìm cái chữ ginseng oxide ở đây quý vị. Quý vị có thể nhìn thấy trên hình mà có cây viết Ngọc Trinh chấm vô đó. Đó là saponin của nhân sâm quý vị. Nó vừa được viết ghép từ chữ ginseng và chữ glycoside. Sau chữ ginseng oxide đó là hai chữ cái quý vị. Một chữ viết hoa và một chữ viết thường. Có khi thêm một cái chữ số nữa. Trong cái hũ cao cốt sâm đỏ này quý vị đang thấy đó, quý vị thấy có ghi là RG, RB, RG3. Đây là những ký hiệu ginseng oxide của cao cốt sâm đỏ đó quý vị. Và trong cái cao cốt sâm hồng á, thì nó có tới là 30 loại ginseng oxide, mà mỗi loại lại có đến mỗi loại nó có một công dụng khác nhau nữa phải đúng không chị? Đúng rồi đó Bảo Khanh. Thưa quý vị, nó rất nhiều cái ký hiệu khác vì có tới hơn 30 loại ginseng oxide được. Thí dụ như là RG thì nó có công dụng là chống mệt mỏi nè, giúp tinh thần phấn chấn hơn. Còn loại RB thì có công dụng là tăng cường cái hệ thần kinh, giúp giảm stress, tăng trí nhớ, rồi bình ổn lượng đường trong máu. Rồi loại RG3 thì nó có công dụng là bổ gan, nó phòng chống ung thư. Và trong hũ cao cốt sâm đen này thì nó chỉ ghi 3 loại tiêu biểu thôi quý vị, vì không có đủ chỗ để mà ghi hết 30 loại ginseng oxide đó. Và ngoài ra quý vị cũng có thể tự search trên internet để về công dụng của từng loại ginseng oxide này nữa phải không chị? Đúng rồi. Nếu quý vị nào muốn tìm cái công dụng của hơn 30 loại ginseng oxide có trong nhân sâm thì quý vị mời quý vị cứ đến cửa hàng International Home Shopping thì Ngọc Trinh sẽ in ra sẵn và tặng cho quý vị. Kính thưa quý vị, cái con số 6mg trên 1g trong lọ cao cốt sâm đỏ đó có nghĩa là hàm lượng của những ginseng oxide này là 6mg trong 1g sâm. Và trong cao cốt sâm đen và trong cái cao sâm đen á, thì hàm lượng ginseng oxide nó lên tới 10mg 1g rồi. Rất là cao hả chị hả? Đúng rồi. Có những cái loại cao cốt sâm khác mà hàm lượng ginseng oxide thì chỉ có 3 hoặc là 4mg trên 1g thôi. Thì những cái sản phẩm đó thì cái chất lượng nó hơi kém một chút. Và đương nhiên là giá cả nó sẽ thấp hơn những cái loại mà có hàm lượng cao. Vậy chị Ngọc Chính à, vậy thì những sản phẩm khác như là sâm viên tròn, viên con nhộng, hay là sâm nước, hay là trà sâm, hay là kẹo sâm, nó đều có ghi cái hàm lượng ginseng oxide hết phải không chị? Đúng vậy Bảo Khanh. Thưa quý vị, bất cứ một sản phẩm sâm nào cũng đều phải ghi hàm lượng saponin, hay còn gọi là ginseng oxide. Khi mà biết
được cái cách xem hàm lượng saponin hay là trên Sinoside rồi á, thì quý vị sẽ dễ dàng lựa chọn cho mình một sản phẩm sâm thật là tốt. Ừ, chị Ngọc Trinh à, nếu mà cái chai sâm này á, mà nó ghi tiếng Anh á, thì mình còn dễ đọc được. Toàn chữ đại hàng không thì làm sao mình biết được cái hàm lượng Sinoside đây chị? À ha, cũng không có khó khăn gì đâu Bảo Khanh. Cho dù tất cả là ghi tiếng Hàn hết, nhưng cái con số và cái milligram trên 1 gram á, thì nó phải ghi bằng tiếng Anh. Cho nên mình nó ghi tiếng Hàn mình không cần hiểu, mà tìm cái con số đó thôi là mình biết được là cái hàm lượng của cái sản phẩm đó là bao nhiêu. Và thật ra đó, không có ai chỉ cho quý vị cách phân biệt sâm tốt hay là sâm không tốt đâu. Nhưng mà Ngọc Trinh muốn quý vị biết cách để phân biệt, để khi dùng sản phẩm hồng sâm thì quý vị sẽ biết tại sao cái này nó mắc tiền hơn cái kia, và quý vị sẽ chọn cho mình một sản phẩm phù hợp với sức khỏe của mình, cũng như là phù hợp với cái điều kiện tài chính của gia đình mình. Ừ, có một điểm đặc biệt của cao quất sâm đen này là nó có khả năng ngăn ngừa được bệnh ung thư. Chị có thể nói rõ thêm về điểm này không chị? Ừ. À, trong các loại saponin hay còn gọi là Ginsenoside đó mình nói hồi nãy đó, thì nó có Ginsenoside là RH3 và RG3. Có chức năng là phòng chống ung thư rất là mạnh mẽ Bảo Khanh. Nó làm như thế nào? Nó ức chế một cái loại men hình thành ra DNA hoặc là RNA, mà cái loại men đó nó sẽ dẫn đến ức chế sự sản sinh ra cái tế bào bất thường. Mà quý vị biết cái tế bào bất thường đó, đó thì nó dẫn tới ung bướu và nặng hơn nữa là ung thư. Nó có cái chức năng là tăng cường hệ miễn dịch và nâng đỡ cái thể trạng của người bệnh lên. Và nhất là những người đang bị bệnh ở giai đoạn nặng đó, mà trong thời gian phải xạ trị, hóa trị đó Bảo Khanh. Dạ, kính thưa quý vị, cái loại men hình thành DNA, RNA này á, nó có tên là Cyclin Dependent Kinase và nó được viết tắt là CDK phải không chị? Đúng rồi đó em. Nói chung là những cái tế bào sinh sản theo cấp số nhân. Khi mà tế bào mạnh á, thì cơ thể chúng ta càng khỏe mạnh. Nhưng mà khi mà tế bào bất thường mà nó sinh sản rồi đó, mà nếu không có cái gì kèm lại á, thì nó sinh sản rất nhanh theo cấp số nhân. Vì vậy á, nó sẽ là nguồn gốc của căn bệnh ung thư. Nói khi nó bắt đầu phát triển á, thì chúng ta không có cảm thấy gì hết quý vị. Nhưng mà nếu để nó phát triển mạnh lên rồi á, thì việc chặn đứng nó lại hơi khó. Nếu mà để trễ quá thì nó sẽ tàn phá cơ thể chúng ta. Và cái tử vong là cái điều chúng ta không có tránh khỏi được. Đúng vậy, thưa quý vị, nếu như mà quý vị nào mà mình có khả năng, có điều kiện để mà mua được những cái sản phẩm này để ngăn ngừa những cái căn bệnh hiểm nghèo đó thì thật quá là tốt rồi. Thì tiện đây thì Bảo Khanh cũng muốn chia sẻ về kinh nghiệm của Bảo Khanh, đó là bố của Bảo Khanh, quý vị biết không, ở lứa tuổi 70, trên 70 rất là khỏe mạnh, không bị bệnh gì cả, không cần uống một thứ thuốc gì cả, thì nó không có nghĩ đến là uống mấy cái này. Thành ra chỉ đến một ngày tự nhiên ăn khó, tiếng nuốt nó hơi khó, rồi lâu lâu bị nhói tim, thì lúc đó mình chỉ nghĩ là mình bị đau bao tử. Thật ra chỉ uống được đau bao tử thôi, mà uống một thời gian cỡ một tuần mà thấy không hết, mà ăn vẫn bị đau. Thật ra mới bắt đầu mới đi bác sĩ, mới làm thử máu. Thử máu cũng không ra một kết quả gì hết chị. Thành ra nói bà, ủa tại sao vậy? Thì lúc đó mà trong vòng có một cỡ một tuần hai tuần là sụt đến hơn mười mấy pounds. Như vậy rốt cuộc là bị bệnh gì? Thành ra là lúc đó mới đi CT scan. CAT scan thì ra là hóa ra là bị ung thư thực quản. Mà lúc đó lại là thời kỳ cuối rồi chị. Ôi trời. Thành ra đúng là trong vòng có 5 tháng rưỡi thôi chị. Là bố em là coi như là không thế nào cứu được nữa. Tại ra em thấy là nếu như mình mà có khả năng, có cơ hội thì nên chọn những sản phẩm đó để ngăn ngừa những cái căn bệnh hiểm nghèo đó chị ạ. Bởi vậy ai rồi cũng sẽ phải về với cát bụi thôi phải không em? Nhưng mà đi cho êm ả luôn là điều mà chúng ta mong muốn. Chứ đi mà vật vã đau đớn á, thì vừa khổ cho người ra đi mà càng khổ hơn cho những người ở lại nữa. Vì vậy á, nên mọi người phải tự bảo vệ bản thân mình bằng cách á, là ăn uống tốt, cân bằng sự làm việc và nghỉ ngơi, rồi hãy buông bỏ những gì có thể cho đầu óc được nhẹ nhàng, và dùng những dược thảo để bồi bổ và bảo vệ cơ thể chúng ta, như là Fucoden, như là đông trùng hạ thảo, như nấm linh chi, và cũng như là những lọ nhân sâm đây quý vị. Dạ, đúng vậy, thưa quý vị, những người nào mà cơ thể có tính hàn hay là hay bị lạnh nè, hay là bị đau bụng á, thì cái cao quất sâm này là một sản phẩm mà quý vị nên chọn. Vì nhân sâm nó sẽ làm cho cơ thể của chúng ta ấm lên,
Nó giúp máu thông được lưu thông trong cơ thể của chúng ta và sức khỏe của chúng ta sẽ được tốt lên mỗi ngày. Cao cốt sông đỏ và cao cốt sông đen đang được bày bán ở cửa hàng International Home Shopping. Vậy quý vị còn chần chờ gì nữa, hãy gọi ngay cho chúng tôi ở số điện thoại 1-877-620-7467 để order sản phẩm này nha quý vị. Quý vị hãy bảo vệ cơ thể của mình nha, dù muộn còn hơn không ha. Cảm ơn Bảo Khanh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay. Xin em gửi lời chào đến quý vị khán giả. Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị khán thính giả. Ngọc Trinh cũng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Talk Show cùng với Bảo Khanh về những sản phẩm của International Home Shopping. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong những lần sau.